rác thải nhựa nhiều lắm. Tụi em chưa có thể giải cứu động vật, còn nhặt rác thải nhựa thì chưa đủ khả năng, sức chưa đủ để làm, thời gian không có đủ nhiều, cần mượn thời gian và sức lực của mọi người ủng hộ mới có thể bảo vệ rừng ngập mặn tốt nhất. Đó. Hôm nay thành viên mới đi bơi hồ bơi Tiên Cá, mà muốn đến hồ bơi của em phải vượt qua nhiều thử thách như vậy, kèm theo rác cá ti ti nó đi theo nó báo nữa. Đó, nó nắm giò, nó giỡn, nó giật giò, nó làm như ma da vậy quý vị. Đi bước chân nhỏ nhỏ thôi, trời ơi cô bé.